bây giờ tôi biến về cái ăn con gì nó sẽ gờ, nhưng mà nó gờ đâu kịp. Một giây nè, nó đang gờ đó, chuẩn bị nó bùm, nó bấm gờ không? Lặp lại nha phe nhờ. Cảm ơn Đỗ Minh Nhật nha các bạn. FPTC của trang phải tìm nước ngoài là không có mà, trang nhiều, trang phải Đài Loan, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc gì đó nhiều. Cảm ơn Minh Đỗ Nhật nha, 5 đô ngon thơm. Đây nó còn lát, sắp nó cũng còn lát, mình hết spell rồi, sắp mình còn. Hay dạ. Cốt giết sĩ đâu đủ dễ, dễ quá ai cũng giết rồi, dễ quá là win lên rồi. Oh em bill nhóc này, hình ảnh nó trang xe rách nè, quýnh hay vãi, xài chiêu hay. Làm sao để ăn hai clip này hả? Thì đẹp em, nhấn like subscribe cho đời nha, cảm ơn em nhiều. Like cho đời lên xuất nhanh em. Ngày tôi ăn kiếp không mất con nào. Phút thứ 9 402 91 kiếp. Tôi chỉ làm những cái cơ bản thôi, nhưng mà làm những cái cơ bản nó một cách hoàn hảo. Nãy giờ đâu có làm gì đặc biệt đâu đúng không? Tôi chỉ hả lính ra đỡ farm, ra BK đỡ BK để chả làm gì đặc biệt cả, chỉ là những cái cơ bản của một người chơi thôi, không có gì đặc biệt cả, nhưng mà làm nó một cách hoàn hảo thì nó khác. Bây giờ tôi biến về cái ăn con gì đấy nó sẽ gờ, nhưng mà nó gờ đâu kịp. Một giây nè, nó đang gờ đó, chuẩn bị nó bùm, nó bấm gờ không? Thôi coi nè, xin lỗi hack game xíu, kiểu hack game xíu, xin lỗi hack game xíu thôi chứ không có gì hết. Làm cái kèo không chết cô. Cảm ơn Hùng Phạm nha, được nha, được nha Hùng ơi, được nha Hùng ơi. Đợi mấy mắt gô cái quả là được ông Hùng, cái đó xứng đáng được nhiêu vậy ta? Hùng thấy cái pha mắt gô ở đâu sao Hùng? Bao nhiêu tiền là chứng tỏ nó hay bao nhiêu á, không chấp bao nhiêu tiền Hùng nhỉ. Ok anh đi, đi từ nhà ra 10 giây nữa tới, xứng đáng được 10k nha. Trời ơi trời, cảm ơn Hùng nha. Ken sau lưng, Ken sau lưng, Ken sau lưng. Bình rồi đó, bình rồi đó. Trời này đến ghê quá vậy. Trời trời view ra này. Giới te không em? Giới te không em? Vô em, vô anh, vô em liền lẻ vậy. Em tính xin.
Ý anh là vô dư vị cho em bơ đó. Vì sao tao thay em bơ với mày? Em nguyện hy sinh được anh. Anh cần một đứa có cái tôi, không cần một đứa nghe lời. Cái tôi phải đặt đúng chỗ. Tôi thích một đứa có cái tôi hơn. Phải đứa nói một biết một thôi. Tôi không thích những đứa nói một chỉ biết một thôi. Bị hiền quá, tôi cũng thích. Thích những đứa có cái tôi xíu. Đâu phải mình đi học đâu mà 1 cộng 1 bằng 2. 1 cộng 1 mình phải suy nghĩ thêm á. Hùng ơi, kẻ này không chết bao nhiêu tiền. Hùng, nãy Hùng không nói cho Hùng. Em này không chết bao nhiêu tiền nhờ. Nãy Hùng im quá nhờ. Bây giờ thằng Ken này nó có, thằng Ken này nó chia tiền, thằng Ken này chia tiền với Hùng hay sao vậy á? À, Given chứ lộn, Given này chia tiền hay sao vậy? À, cậu chơi kìa. À, chính cha trường sĩ của tôi rồi nha. Mới thuê Riven 50k đó. Cảm ơn Hùng nha. Tìm một nơi tình yêu đưa lối, buồn chi hoi đã rồi. Giữ dành trai. Chị cha, anh ổn không? Anh không ổn. Sao em nằm xuống anh không đứng lên? Anh chơi game đồng đội mà. Thắng thua quan trọng gì? Quan trọng bên đây mình vui. Này dễ thương quá, giúp ghét nè. Tôi nói cái thằng Viga này nó ăn á chứ nó giúp gì? Nè, coi nè. Anh xin lỗi vì anh có cái nhìn sai về em cho em đó. Cho em đó. Rồi. Đổi súng. Last round. Last chance. Trời má không hết. Wow. Khoai. Cái gì vậy trời? What? Xui đi. Tự nhiên bắn chi mạng thì không cần crit, bắn thường thì không cần crit. Xong rồi cái lúc lát thì lát dở. Phải đã để nó gờ cái lát cái này outlay là giết rồi. Thôi, vui vậy đủ rồi đó. Không win không vui. The win là the vui. Truyền nhân đã nói the win là the vui. Rồi, ngay đây cút. Hẻo dữ vậy rồi. Ừ, hay quá. Ơi Kana ơi, sân khấu của em Kana ơi. Kana xí muội. Quy. Trời ơi, Quy vô mắt nữa chứ. Chém, Kana đây được chém. Chém, Quy. Quy. Trời ơi, Kana đánh dậy mà đồ thay em bơ. Kana đánh dậy chết anh. Để coi cái nồi Kana có cao không. Cái nồi Kana có cao. Ghê vậy ta, ghê vậy ta. Ghê vậy ta. Kana xin muội like subscribe cho đó nha anh em.